Xin chào quý đầu tư và anh chị trong và ngoài nước quay lại kênh Bất Sản Việt ngày hôm nay à, Lời nói đầu tiên xin chúc anh chị à, được nhiều sức khỏe và an lành ha Và đại dịch hôm nay thì cũng giảm rồi anh chị ha thì chúng ta là một người dân như là một chiến sĩ à, à hãy thực hiện 5k của chính phủ như là để khẩu trang diệt à, trùng và giữ khoảng cách an toàn anh chị thì à, nhà ở đâu thì mình ở yên đó đó để chúng ta sớm mau hết dịch để mình trở lại cuộc sống bình thường nha anh chị và wow, hôm nay anh chị thấy không có một cái giường này như nào đẹp không quá là đẹp không chị đây thì có giường nho nè đó rồi à, bí nè đó rồi trái à, lụ nè đó sồi nhãn rất là nhiều cây trái nha anh chị đây bí nè anh chị không rất là to nha chị rất là nhiều ha đây đây thấy chưa không? trái rất là mê anh chị ha nhưng mà gia chủ không phải ký gửi bán giường này nha anh chị mà một cái giường đẹp hơn giường này nha anh chị đó là một cái giường nằm ở vị trí khá là đẹp nằm ở đường ô tô à, xe tải mình lưu thông luôn anh chị với ngang diện tích đó thì cực kỳ hấp dẫn và một cái giường trồng đủ loại trái cây như dừa à, mít và đu đủ và nhiều cây ăn trái khác như vậy đặc biệt thì trên cái đất mình đó, thì có một cái giường kiển à, có một năm trăm cây mai vàng và gia chủ mới đổ một số cá anh chị cá đó là cũng 500 con luôn là cá tra nha anh chị đó về mình hưởng thụ ha mình nuôi ha thì đất mình lên tổng diện tích đó anh chị là 3 500 trăm vuông m nha anh chị đó, diện tích này làm về mình làm giường là khá là tuyệt vời đúng không chị thì về các cái nhà mình về để nghỉ dưỡng ha phía sau thì hiện tại à, mít và dừa đang chuẩn bị ra trái nha anh chị rồi không đợi mất thời gian của cô chú và anh chị nữa giờ mình tiến sâu vô đất à, quay cho anh chị xem ha Trước công hình mình anh chị làm di chuyển khoảng 150 m nữa sẽ đụng tới đường Đan 4 m nha. Ra đó thì mình vẹt phải là một cây gửi số đã đụng tới ngay cái cầu rượu ra quốc lộ A. Mình vẹt phải nữa thì về hướng cây lậy Cần Thơ, à, Vĩnh Long ha. Còn vẹo trái là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho làm di chuyển khoảng 5 km ha. Cũng đường đó mình di chuyển về hướng Sài Gòn là 60 cây số là tới. À, chị không? Đường xá rất là thuận tiện. Đó, anh chị đường rất là dễ vô cái đất nha anh chị thì hình những hình ảnh này với cái sổ và thông tin á thì chủ cung cấp cho em ha thì hiện tại thì đang chỉ thị 16 em không đi quay được nên chủ cũng gửi bán gấp cái thửa đất này nhanh chị thì trước đất mình là đường đá xanh anh chị đường ô tô xe tải nhỏ thì vô được nha thì trong năm nay thì cái đường này đó là làm đường đan nha anh chị cái đường này là thông về đường huyện à, 35 nến chị xin lỗi đường huyện 33 là khoảng 500m ha rồi để em di chuyển lại cái đường đan em quay cho anh chị xem ha đây là cái đường đan là từ cái đường đá xanh anh chị đó từ cái đường xanh đá xanh em nó quay vô nè là ta đổ khoảng 3 mét đường đan đó thì ta cắt cái nhà tổng tính ở đây nghỉ dưỡng nên mà giờ cũng dịch cũng khó khăn đó, chủ cũng ký gửi nó bán dấp cái thửa mảnh vườn này ha đó, đây là em đứng đây là, là đường đá xanh ha là ta, ta đổ khoảng 3 mét đi vô có một đoạn để mà hai bên chị không trồng kiển đó cho chỗ trồng kiển nha đó, rất là đẹp chị không đó và tấm hình này thì chụp quay qua cái đường đá xanh đó anh chị đây ta đổ vô khoảng 50 mét anh chị ha. hai bên là trồng kiển rất là nhiều nha thì gia chủ ký gửi giá bán là 875 triệu một công nha anh chị nên tổng diện tích là 3.500 mét vuông thì chủ tặng luôn à, kiển luôn cho mình luôn nha 500 cây mai vàng và 500 con cá tra cá tra thì mới đổ sau này nha anh chị ha còn nhỏ ha đây là có một số cây kiển anh chị ha thì à, những hình ảnh và thông tin cũng hơi mờ xíu à tại bên chủ cung cấp cho em anh chị nên anh chị cũng thông cảm cho em ha thì cũng mùa dịch này bên em cũng không có đi quay được, không có ra đường được nên anh chị cũng thông cảm ha. Thì trên đất mình đó anh chị thì có trồng à, à, mít, một vườn mít khá là đẹp nha anh chị. Rồi à, trồng dừa nè, đó, dừa thì có vài cây có trái thôi, còn một cây một số cây thì chưa có trái nha anh chị. Mít cũng vậy luôn, có một số cây có trái. Đó, đây à, em đưa cái sổ lên cho anh chị xem nè. Đây là ở ấp 3, à, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đây là 4 bốn m2 ha. Đó, gần là ba công rưỡi anh chị. Thì ở đây là ngang là 16 m, à, sâu vô là 174 m nha anh chị. Đây cái sổ anh chị ha. Mít thì cũng có một số cây có trái thôi, còn một số cây thì chưa có trái nha anh chị. Đây một cái vườn khá là đẹp ha. Trên đất mình thì sạch sẽ, không có màu mãi gì hết nha. Nếu mà anh chị có xe ô tô gì đó thì mình về tới đất luôn nha anh chị. Cái xe thì đường trước đất mình đó là đá xanh. Đá xanh hiện tại thì cũng chuẩn bị đổ đan ha anh chị. Có nhà nước đổ ha. Tại vì cái đường đá xanh trước đất mình đó là đường đất liền nha anh chị. Nó thông là 150m đó. sẽ đụng tới đường đan 4m là hướng ra quốc lộ A ngay cổ cầu rụ anh chị. Còn một hướng nữa là đi thẳng là về đường huyện 33 đó là 500m rồi xong cái ra đường quyện 33 anh chị có cái đường quẹo phải á, lên xíu nữa là tới có đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thận ha Và tổng cộng là từ cái mảnh vườn mình á di chuyển lên cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thận anh chị là khoảng là một cây gửi số ha rất là thuận tiện nha anh chị thì trong năm nay á, thì đường cao tốc xong á, thì nếu mà anh chị về cái vườn này á, thì đi cao tốc Trung Lương Mỹ Thận nó còn dẫn xuống đường quyện 33 rồi mình vô đất mình còn một đường nữa là đi từ quốc lộ 1A ngay cổ cầu, cầu rượu anh chị Cùng chiều mình luôn ha Thì tới cầu rượu đó, mình không có qua cầu Mình về phải đó Đi cũng được mà qua cầu cũng được Qua cầu về phải liền là đường lần đan Còn nếu mà chưa qua cầu á về phải đó là đường nhựa Chạy lô vô khoảng một cây gửi số là tới vị trí cái giường mít mình Và vừa yeah. Đây là anh chị thấy không Gia chủ cung cấp hình ảnh và thông tin thêm mở xíu anh chị và quý đầu tư cũng thông cảm ha đây là những thông tin chủ ký gửi cho em là chị tên Zalo này ha là chủ ký gửi là 875 triệu một công nha anh chị nếu hết cái thửa đất này đó là giá tổng cộng là 3 tỷ nha anh chị đó cái này là những hình ảnh à, video à, và một số tin nhắn à, chủ gửi cho em để em gửi cho anh chị à, nắm rõ thực tế ăn nha đây anh chị thấy không chủ có nhắn tin là có 500 à, cây mây vàng và thả 500 con cá tra đó anh chị thấy không đó, tặng hết cho mình luôn đó về mình à, chăm sóc à, mình à, cắt cái nhà nghỉ dưỡng là thích hợp cho cô chú nhất ha à, một mảnh giường quá là tuyệt vời vậy à, đường ô tô nó rất là thuận tiện anh chị đến đây kết thúc video à quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất giường này thì liên hệ bên em ha để mấy em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình về đây đầu tư hay là làm giường hay là mình cắt nhà phía sau mà làm giường nha anh chị thì hiện tại thì vẫn còn chỉ thị 16 ở Tiền Giang nên em không đi quay được đó nên em gửi đến chị hình ảnh và sổ rồi qua hết chỉ thị 16 là ngày 15 tháng 9 thì mình về đây mình coi đất và gặp trực tiếp chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị và vị trí đây là khá đẹp nha anh chị ở đây là khu an ninh và yên tĩnh thích hợp cho cô chú và anh chị nào lớn tuổi về đây nghỉ dưỡng ha thì trên đất mình á, thì có một cái giường khá là đẹp rồi, đúng không chị? Có bưởi, à, có mít, dừa và một số cây kiển và 500 con cá nữa. À, quá là tuyệt vời đúng không? Mà đất mình á, thì xe ô tô, à, xe tải lưu thông tới đất luôn. Đó, rất là thuận tiện nha anh chị. Rồi, một lần nữa xin chúc với anh chị một ngày mới được nhiều sức khỏe và an lành. À, Bác sản Đức việt xin chào và hẹp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.